Hello xin chào các bạn, chào các bạn, tôi lại với trò chơi ngày hôm nay của mình ha anh em. Ok, anh em sẽ tụt chơi một cái tựa game Liên Quân, đó chính là tựa game Liên Quân MOBA anh em, với cái vị tướng là vị tướng Gizoma anh em ơi. Thì cái vị tướng này mình không biết chơi đâu anh em ơi. Mình chỉ vô mình quay đỡ cho anh xem thôi nha anh em ơi. Ok, nó thì đây là một cái bộ skin là Thanh Long Ban Chủ anh em, thì anh em đừng nên chú ý và quan tâm đến cái skin này mình skin của anh em, mình skin Trung Quốc nha anh em, đừng nên chú ý với skin này nha anh em, hãy tập trung. Còn mình chơi anh em thì mình đã bắt đầu đi cùng đội hàng Florentino hàng BD rồi. Thì hôm nay cứ gặp BD liên tục anh em ơi, Ronaldo đó anh em ơi. Là anh gì nguy hiểm anh ơi, anh căng quá anh ơi, em sợ anh quá. Thì con Gizoma này cầm nguyên một cây đao rất là dài, như cái đao dài như Quang Vũ, như cái đao Quang Vũ anh em ơi. Mấy cái thằng Florentino hàng BD nó cầm cái kiếm nhỏ xíu, nó dám bay lên nó chơi mình mới ghê chứ. Thì con Gizoma này rất là dữ dội, hay đánh rất là xa luôn. từ anh em ơi, mình quan tâm qua nội không cao sao, thì thằng BD này muốn cướp con chim của mình mà nó cướp con đường này mà nó quất mình luôn rồi, ra nửa game áo. Thì tại sao mình chết mẹ luôn rồi, trời ơi này, tại sao mình mỏng như vậy trời ơi, này không sao kệ đi, quân tử tả hù 10 năm chưa muộn mà em. Thì mình gặp bét BD ông nội ơi, như anh niên này biết chơi con Florentino ông ổn không nội ơi, không sao qua đại dương ơi, trời ơi quậy nào quá gãy cổ luôn anh em, nó chém mình gãy cổ luôn á. Ok không sao, thì nó thì mình sẽ ra mình tạo hồ anh em nhé, hay cây đao rất là dài của Ninh Gizoma này sẽ tạo hồ giúp mình anh em ơi, tại vì cái cây này mà chọt vô cái lô đất Ninh BD nó sẽ có lô hốt nó sẽ ngộm thôi. Thì mình chưa cho anh em đã biết cái chiêu của Gizoma anh em ơi, cái chiêu một thì anh em nó sẽ lộ một cái thằng nào tông đó nó sẽ bị mất máu nè, hay con sẽ mất máu đó ha, và nó sẽ chém một cái một cú là xa. Chiêu hai chắc chắn nó sẽ chọt rất là hấm, chọt rất là đau luôn anh em ơi, nên thì mình tăng mát chiêu hai của anh chọn đã lắm anh em ơi. Còn chiêu cuối thì chắc chắn sẽ chữa ra những cái pha đau liên hoàn đau gì đâu, nên chữa hút máu liên tục anh em. Thì cái vị tướng Gizoma đánh rất là khỏe anh em, thì nó không có mana ha anh em, đánh thoải mái thôi. Ok, thì mình có chiêu cuối này, chừng nào hết máu mình không cần về đâu, mình sẽ tụ đây bằng cái chiêu cuối, nếu hết máu mình sẽ đứng đây mình hút luôn đó. Thì thằng mình tính núp lùm mình cái con chim nó, mà nó ăn cái hàng BD nó cũng quá là khôn, nó không thèm đánh con chim nữa đâu, hôm nay đang Gizoma này tôi để ý rồi, tôi canh rồi, giờ mình sẽ canh cho nó hết chiều, mình sẽ vô dứt nó liền. Bây giờ nó thì mình với nó đang có cận hận, không nào ám sát được lính cả, đầu phộng đang me nên rất là gây cấn, còn con nào xuống ganh mình tơ như trời, mấy nậu xuống ganh nên em bớt cái khổ sở, cái khổ sở với thằng BD này quá, thằng BD này cút về bánh bèo vô dụng nè, trời làm gì vậy, làm gì trời, nó hay nó trộn hoa cho mình, rồi nó làm gì, ôi trời, combo vô lên, nó thì mình đã né rồi. Đậu phộng nó em nãy mình chơi rất cẩn thận, và thằng Florentino chân rất cẩn thận. Cái gì đây anh ơi, em chơi lúc này đậu phộng mày vô chơi không chứ không, nó giỡn thôi. Nên trong một pha to đỏ trước được diễn ra hai thằng muốn chết luôn á. Nó thấy mình không biết chơi Gizoma, và cái thằng Florentino đó thì nó bét như vậy, nó biết chơi Florentino lại ổn rồi. Không sao đại dương ơi, ok mình sẽ dùng chi cứu đi hút lại miếng máu anh em. Ok, nếu hay tay mình thì combat đùng người dèo luôn, Natalia giết quá chừng, thì mình đối với đây hỗ sở quẩy liền ra. Không nào xuống ganh ta đậu phộng nó gần còn nguyên bùa đỏ đi, thì bùa đỏ chưa ăn lần nào luôn ra, ngủ khỉ giờ nó mới ra ông nội ơi, nó giờ nó đi viết mạng đi hỗ trợ tùm lum mới lên, nó đi đánh ghen hội đầu ông nội ơi, trời ơi quái nồi quá đậu phộng, gặp BD ra nữa nè, BD lại đây trời ơi, BD mọi ơi đây hay mình đang đè với cái phép bộ tợ là tóc bí, phải phép bộ tợ là bộ khóa thôi, còn mà chết mẹ mày với tao tả hù quân tử tả hù 15 chiêu hộ, trời ơi hên quá, còn cục máu nho nhỏ thì nó quá là khinh người, nó quá chủ quan rồi, nên tưởng mình giết lại nó, người mình có thể đập nó sắp mặt, nó thì mình chỉ còn một cục máu nhỏ thôi, hên quá anh em ơi, quá là dữ dội từ vị trí của Gizoma luôn rồi, nó rồi mà quân tử tả hù 10 năm chưa muộn, cái câu quá là đáng hay luôn anh em ơi, quá là đúng luôn. Đầu phòng quanh xỉn AFK 5 phút, tí 5 phút rồi em ơi, đầu phòng AFK nó không nội về chơi AFK gì nữa, trời ơi quách đầu quá, ngủ nghỉ gì chết liên tục, lên luôn bị lên dĩa với cái món ăn quen thuộc là khỉ đít đỏ lên dĩa, lộn khỉ đít đỏ gì ta, hấp chao nội ơi. Ok con chào thì mình cũng nói đại đó, nó giỡn thôi em ơi. Ok mình cứ tiếp tục mình dưới đây mình farm thôi, mình cứ như người dân bình thường thôi, những người lương thiện đi qua giết con chim, người ăn lính, người ăn dơi các kiểu. Thằng Valentino nó ra nữa kìa anh em, thằng BD nó ra nữa, BD mà bánh bèo mày ra đây mày chơi tao nè. Thì cái vị tướng Gizoma này của chúng ta nhìn rất là ngầu, muốn chơi một lần BD cũng hơi nhục đầu vòng á. BD đầu vòng, thằng BD này mạnh lắm nha anh em, thì khinh cường nó cái combo nó rất là dữ dội nha. Ai da đầu vòng mày làm gì cho dứt không vô khô bám đi luôn này, bây giờ đây đầu hộp mình ây da da trời combo vô lính kìa, trời trộn hoa vô gọi con viên nó dê ông nói ơi, tội phận ơi đã không xong rồi đại dương ơi, trời ơi một thằng BD chịu nổi nữa, thêm thằng viên xuống đây nữa, ông nội viên xuống đây kiếm gắn hả, kiếm cháo ăn hả, trời ơi quách đầu quá
Ok, con sẽ bỏ qua cái thằng Diêu đi. Xuống này nó kiếm cháo thôi mà, nên em nó kiếm chiên cháo nó ăn. Đồ nữa là chết bạn nó chưa đi nữa hả? Còn bê đê núp lùm, nó bơi chuối nữa, nó hái chuối xong nó chọi bông hoa hồng nghe làm gì gò thằng Phoenix cao sóc siêu thanh này. Cáo siêu thanh này xác định như mình là chết bà nó nè, ai da chưa kịp kết nên đầu hồng quanh xỉn nó nhít nhanh còn lẹ quá, chưa kịp tợ không chưa kịp kết nó tợ nghe tao thi ha. Nãy giờ đi giết kỳ xèo mình giết một mạng rồi chết một cái tợ mình dưới đây rất là yên bình luôn. Vậy không biết MVP được không, bỏ luôn đi, không quan tâm như MVP. Người này muốn chơi tôi giúp mày luôn nè, tôi chấp 10 thằng như mày cũng được, tao quỳ tao lại đúng không? Mà trời ơi giờ chơi giúp mày luôn nè, cô máu thì tôi sợ mày á. Chết bà một pha nãy mình chơi nó làm nó chết lại nó đờ lát chứ, nó đùa tờ đờ lát thấy gì nãy mình ngu tóc biến chi tờ nên mình giết nó được mà. Mình tưởng là mình không có khả năng giết thằng BD đó, giết được em ơi, nên thấy mình nó với nó chạy luôn. Nên đờ lát thôi, nên đờ lát xuống đã giết được thằng BD đó. Thằng BD quỷ nó còn nó chui vô nó bùi chuối, nó hái chuối ăn nữa, nó hái chuối nó hồi máu vậy nên hơi tao phát cái một cái định lực rất là bãi nội tông tông liên quân ba lực gần nào vô nó hái chuối nó ăn hồi máu đấy ghê thiệt chứ. Ok bây giờ mình sẽ tới tuần đập tiến hành đập tụ và bể tụ luôn à. Diêu ra làm gì, Diêu ra kiếm cháo nè ông nội ơi, đâu không kiếm cháo nhậu ha. Dạ không được rồi, thằng Diêu thì nó kiếm cháo mà bỏ con Diêu đi anh em ơi. Diêu tợ nó hay nata nhảy giết năm con năm mà bd đi đang đồng mía này, di cư xuống mía này rồi di cư rồi mà chết, mà di cư này làm chi mô, di cư này đậu hồng tán đầu nó anh em ơi, phải tán đầu nó để tả hù cho nó về cái hoàn cảnh này đậu hồng đó. Thì thằng BD nó đem bọc phá thì nó sẽ lợi ích hơn mình đem tóc biến anh em ơi, quậy nồi lắm. Lâu lâu quên tóc biến thì chết liền anh em ơi, ngu người lắm anh em ơi. Với là không biết chơi thằng Yuma này cho lắm, đầu phộng cái gì mấy cha đâu, Yuma tới nè, BDK đầu phộng cái gì Nata đi ra là mình chơi rất là hay, 6 phần nào mà mình mới 2-1 không à. 1-2-1-2 dậm chân tại chỗ anh em ơi, what the fuck thiệt chứ. Ok con dao đi, nó kêu ăn con kinh công làm nhiệm vụ rồi, okay, con dao nó muốn ăn thì nó ăn, nhưng mình không chưa ăn đâu, mình vô nó kinh công đập mình sắp mặt luôn thì mình rất là mỏng mà. Ok cho mấy anh em ăn bùa xanh đi, mình thì con cần cái bùa xanh cho lắm, bốn đứa lộn ba đứa bốn đứa đúng rồi, bốn đứa núp vô bữa chuối hai chuối ăn nha, bốn đứa chui vô bữa chuối làm gì tao bữa chuối trời ơi, ngồi ơi nghẹt thở muốn chết nên nóng nực, còn chui vô chỗ nó rồi một pha kết quá là hay từ vị trí của Gizoma luôn, kết thằng chỗ chích ngát chọt cho một cái nên xiên luôn rất nhon luôn, quá là dữ dội lên từ vị trí Gizoma. Thằng BD cố gắng núp bữa chuối hai chuối ăn tiếp tục rồi đờ lát để gom cho mình một cái mạng rồi, quá là về luôn chứ hả. Ơi thằng John thì đang cố gắng tiêu tên mình đi ăn con kinh công tà hận đó em ơi, nó không còn kinh công nữa mà nó thành tà hận mà kêu quấn con kinh công quá lạc hậu quá lạc quan đi chứ hả. Mít tùm lum nó kêu gừng kêu mít nghe phụ nó ăn kìa anh em ơi, con công sao kệ nó đi rồi chết bà nó hay. Nãy giờ mình lo nên mình tợ hơi 3-1-3 hết rồi, nhiều ma mình đấu sĩ mình đi tợ hủ luôn cho nó gò liên nội đổi nghề đổi nghề. Cái gì vậy trời ơi, nó bắn hay chỉ đụng nhẹ thôi, muốn ghiêu ma muốn ỉa đầu phòng BD ra kiếm chuyện nó BD ra kiếm rắn hay kiếm cháo ăn hả. Trời ơi, kiếm cháo kìa ông nội ơi, kiếm cháo này là quên quá, gom được mạng bá đạo để hụt gì bị tiếng ghiêu ma chúng ta. Thằng Natalia nó giờ chưa chết, nó có nguy cơ bị rất là cao, mình thì 4-1-5 Natalia 6-0-9 này thấy không ổn tới nơi rồi ông nội ơi, sao kệ đi tên mình đánh quá hay cũng được miễn thắng được em ơi. Số đang nghiêng tên mình là 6-7 trời ơi, ăn đi ông nội đúng rồi, ăn đi ông tại ơi, quá tàu phát mình tỉnh không ăn, nhà nó bỏ nó xong nó chạy nó vô nó quẹo đấy ăn quá tàu phát. Cái đường dưới thì thằng BD nó không giữ được cái đường dưới, đã bể được một cái tù coi. Mình thì mình quẹo qua mình ăn con dê cái nhẹ chơi coi. Tem mình thì nó ăn tà hơn, bốn đứa tà hơn mình thì mình ăn con dê. Ở trời ơi ông nội gì, Natalia nó chăm sinh con dê cũng cho nó hay tem mình kết, cái nó dữ dội mình không chịu nào nhường nào cả, quá tàu phát thì vậy mà sao mà tiến bộ nổi, một cây làm chẳng nên non ba cây chùm lại nên hòn núi cao mà mấy anh quỷ này nó không cho mình ăn nữa trời đất ơi, đúng là dấu nhỏ vải liền đây trời ơi, số đen như mực vậy tối mực không nội ơi. Cái sao thì mình kệ đi, mình cứ lo mình farm thôi, farm thì lát mình sẽ xanh rồi mình sẽ dứt sữa mấy anh quỷ này cho nó khỏi bú không nội ơi, dứt sữa hết, dứt sữa qua dứt sữa năm hàng luôn hay giá hay gì cha. Ta BD thể hiện kìa, hên quá BD sắp giết được Natalia, nó sẽ giết được cho nên sao nó giết được Natalia, ta giết được Natalia cũng đỡ. Ok sao tỷ số đang nghiêng gì tại mình rất là cao luôn rồi, nếu mình chọn rất là hấp nha, chiêu một đôi lòng chiêu hai mình thì cái mát đồ sẽ chọt một cái là 2k máy đó anh em ơi, ghê lắm chiêu hai chọt ghê lắm. Và cái chiêu một mình nghĩ là mình chiêu hai mình mát, là chiêu một mình chưa mát, còn hai điểm hết. Bây giờ mình đầu hàng đéo gì cũng nổi lên ngậu này, rảnh gùi với đầu hàng nữa, rảnh gùi chứ á. Đồ Phoenix lướt nhanh với ta, nhanh phản ứng nhanh như trời, chết chạy lẹ anh ơi. Đầu phòng bỏ đờ lát lại mình chạy đi lẹ chạy nhanh còn sống. Ông nội kia cứu em, ngủ khỉ đâu, ngủ khỉ khỉ khô đúng rồi, khỉ khô nó như ngủ khô đang hiện
Mỹ Khô của tem tôi đang hẹn hẹn rất là dữ dội và chết nhắc ngoài đó luôn rồi kìa. Ghê như khỉ hẹn ghê vậy. Trời ơi, khỉ nó đỏ đây đã xa khơi chiến trường luôn rồi, quá đồ quá thiệt kế. Ô nãy giờ Natalia chết lần rồi, hên quá, mình nó cũng bằng mà nó chết lần rồi, hên quá. Mình 415 nó chín màu sáng gì mình còn để ý, nó không đi không nhìn rõ nên mình không nhìn kỹ, không nhìn nhanh. Mà bỏ qua đi. Thì một pha tao đỏ chưa hết giữa Tara và Vanessa, còn có Ninh Giòn kèm theo và chắc chắn Ninh Giòn sẽ chết với mình. Mình me giết Giòn tới rồi mình sẽ giết Tara, thì Tara nó không có đam đâu mà giết lên mình. Mình chỉ giết thằng Giòn một phút 3 giây hơn Tara thì chắc chắn sẽ chết với mình. What the fuck, Natalia xuống nó giết luôn rồi. Mà Việt Nam chết 1 từ 10, mình đang đứng đầu bảng anh em ơi, nhiều tiền nhất tem rồi, hình quá thì mình nhờ cái công sức ghiền có công mà chắc có ngày này kia mình đi farm nãy giờ đứng được đầu bảng tiền rồi kìa anh em ơi. Á đồn nhiều nên làm nhanh tay qua là lát ba vô liền dứt nó dứt luôn nè, vô này đậu phẩm nãy lát nó ba vô làm dứt gương ghê ai dứt sữa được hàng nhiều qua này hàng nhiêu đúng không, hàng nhiêu ok mình sẽ dứt luôn cái tù ở đường giữa cho nó sơm lòng cái anh ơi. Đậu phẩm thằng cáo kìa, thằng cáo nó láo rồi đi húi nữa kìa, nên em cho đi vô đi em xuống đây em đại lính đường dưới cái mấy anh ơi. Cái anh này căng quá, đánh nhanh quá đang nhìn tay mình đó kìa, 30-12 luôn rồi qua đây tay bạn gỡ bằng niềm tin nè. Ây già bê đê nó bê đê bùi chuối nữa, thấy bê đê chiên ra chui bùi chuối, nó làm gì trong bùi chuối, nó hái chuối ăn hoài, biết bùi chuối mấy tấn chuối gì mà nó chui vô chuối, nó bùi chuối nó ăn hoài, gọi nó lên đường tên nó ăn lính này, tích cực farm vải liền từ vị trí của anh điên bê đê cái mày gọi là bê đê cho nó gọn đi, không có Florentino hay là Ronaldo gì cả. BD cứ gọi là BD thôi. Ây da, kia nó ăn ngủ khỉ, nó ăn con bùi xanh này, ô là bùi đỏ rồi. Nhưng Natalia thì có cái triệu chứng ảo tưởng sức mạnh cũng cân 3 hay gì đây. Nó có niên ngủ khỉ và mình đã bắt đầu nấp bùi chuối rồi. Rồi niên Tara thì bắt đầu cân, niên Natalia thì bắt đầu cân với niên Tara hay ảo tưởng sức mạnh. Tưởng cái chiêu cuối sẽ cứu được anh ấy mà sẽ cứu thiệt, đồng phòng tem bạn nó kéo đến rất là đông. Nó là một pha dự đu, một pha kéo ít quá liền hay nên từ vị tiếng Yuma luôn. Còn BD làm gì đây BD? BD thể hiện hay BD đầu phòng mềm BD qua một pha cà ớt rất là dữ dội đó, gom về ghi dùng hai mạng tam bàn đã chết hết năm đứa mình gì việc 7-1-8 Natalia 11-10 rồi chết bà mình quét sạch rồi chết chiến này tem thắng rồi mình không được bây giờ hơi chán em ơi, nghĩ tận đấu mình sắp kết thúc tới đây luôn rồi. Ok chắc clip mình xin tạm dừng tình hang các bạn nhớ like share và đăng ký ủng hộ mình nha, goodbye hẹn lại các bạn trong video lần sau nha anh em ơi. Ok goodbye anh em nha, thắng rồi anh em ơi. Ok chắc chắn mình sẽ tặng anh em một cái clip video viết tên anh em ơi, một clip viết tên ha, nó thì mới vô có thằng áp cao là mấy con vui tới nơi nó kết nối lại kìa ông nội ơi, nó thì mình thì đang chơi với một skin như là quý tộc skin mới đây anh em ơi. Ok nó thì đây một cái bị tướng viết tên anh em ơi, cái hiện trận đấu này nó hơi vãi nồi anh em ơi, mình nó gặp được thằng Emily ăn mì ly nè, mình chơi phô máu này nó thì ăn mì ly đang bị thua lợi thế cho mình ơi. Mày ngon mà vô đây tao dứt tôi khô máu với mày, nó chấp 10 thằng như mày cũng được, tao quỳ tao lại luôn. Vô đây trời khô máu mày luôn, dứt trời ơi nó thì nó quá là nhát. Mày ngon mà vô đây, trời tao sợ mày quá, giết tơ mà bố láo với tao chém mấy bà mà luôn nha. Ok sao thì nó thì nhưng cái thằng giết tơ này nó cầm cái kiếm hơi giống thằng BD anh em, đầu phẩm nó cũng ngắn anh em ơi, cái kiếm y chang luôn nhìn giống em mà ngày mới đi nó ăn con chim mày. Ok kệ đi ngày mới đi ok thì clip này nó hơi vãi nồi anh em, tại vì clip này thì ông nội mình gánh cũng nổi nữa, tại vì mình không biết chơi thằng guitar cho lắm, mình chơi cho vui thôi anh em ơi, mình chưa tập luyện gì cả, mình chỉ vô mình chơi thôi nên ông nội mình gánh cái tên này cũng nổi nữa, mình gánh cũng nổi nữa. Ok thì chúc này hồi bây giờ vui vẻ nha anh em ơi, với ba anh em nha. Ok, đậu phộng Emily căng quá anh ơi, căng quá, anh sợ anh quá, trời ơi, anh Emily, ok, goodbye anh em nha.
지금 어디야? Shopping spree in Tokyo. Wake up in my private jet. Made out in Tokyo. Flipping cards in Macau. 내가 대체 look out. Stop blowing up my phone and won't you hit me up on Kakao. Diamonds in my grill and I'm my new guy. Skin tone, 2 carats gold I got in Dubai. My boys won't hesitate to run up on your boy. My boys won't hesitate to run up on your boy. I'm gonna eat some stuff. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 빵빵빵 Disco 팡팡팡 Hello bitches. Low, like a yellow phone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You can find me in Shanghai. You know what their shots of Baijiu do. Got these Asian girls dancing on the couches. Yeah, they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? I'm gonna eat bop bop bop. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 빵빵빵 Disco 팡팡팡 Hello bitches. Destined for the center crown. Sing it loud like.